Thưa quý vị, vừa qua, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phản ánh tình trạng phát sinh các bãi rác tự phát trên địa bàn thành phố Bà Rịa, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Ghi nhận thông tin phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa kiểm tra, xử lý các bãi rác. Ghi nhận của phóng viên thời sự BRT. Vâng, thưa quý vị, cách đây khoảng 2 tuần khi tôi có mặt ở khu vực này, nơi này vẫn đang là một bãi rác tự phát rất lớn với rất là nhiều loại rác thải mà người dân đã thải ra. Ngay sau khi chúng tôi đã phản ánh thông tin thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã có văn bản chỉ đạo thành phố Bà Rịa phải xử lý vụ việc. Và ngay sau đó thì chính quyền của thành phố Bà Rịa cùng với chính quyền của phường Phước Hưng đã nhanh chóng vào cuộc để xử lý. Và kết quả là như quý vị đang nhìn thấy ở đây là toàn bộ rác ở khu vực đất này đã được mang đi. Và một mặt bằng sạch sẽ đã được trả lại. Điều này đồng nghĩa với vấn đề ô nhiễm môi trường ở khu vực này đã được giải quyết. Thời gian tới sẽ là rào cái hàng rào 40 lại và phường sẽ đặt một cái bảng là cấm đổ rác. Không phải khu vực đó mà các chỗ khác để nhằm ngăn chặn lại cái việc mà phát sinh rác trên địa bàn. Đồng thời phường là hầu như là chiều nào cũng phải xuống kiểm tra khu vực đó và cũng như khu vực khác để làm sao hạn chế thấp nhất và đồng thời là nếu phát hiện là xử lý kịp thời để là răn đe những người khác không thể nào mà vứt rác bừa bãi được. Chính quyền địa phương phường Phước Hưng cũng cho biết việc người dân vứt rác không đúng nơi quy định là điều thường xuyên xảy ra và dù nhiều lần xử lý nhưng khó có thể triệt để. Rác sinh hoạt hàng ngày thì các đơn vị người ta lấy, còn chẳng hạn như cái rác là vô cơ, rồi chẳng hạn như là kiến hoặc là bàn ghế tủ thì hiện nay là cũng các đơn vị là cũng chưa có được là thu gom thường xuyên, không có xe thu gom thì họ tìm chỗ nào mà trống rồi họ bỏ, thì cũng mong là lãnh đạo các cấp quan tâm về vấn đề này, thu gom những cái rác mà vô cơ của người dân để làm sao trên địa bàn nó xanh sạch đẹp hơn. Vâng, thưa quý vị, rác thì cũng đã được mang đi, bãi đất trống thì cũng đã được trả về trạng thái sạch đẹp. Thế nhưng đây chỉ mới là phần ngọn của vấn đề mà thôi. Bởi vì nếu người dân vẫn cứ mãi vứt rác một cách vô tội vạ, để rồi chính quyền địa phương lại phải tiếp tục xử lý, thì chắc rằng khi bãi rác này được xử lý xong thì ắt sẽ có bãi rác khác xuất hiện. Và chỉ khi người dân hiểu rõ về trách nhiệm của mình với chính nguồn rác thải mà mình xả ra môi trường và có ý thức bảo vệ chính môi trường sống của mình, thì có lẽ khi ấy vấn đề này mới được xử lý triệt để.